chào tất cả các bác. Rất vui được lại mọi người trong video ngày hôm nay của kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng. Và trở lại với video ngày hôm nay, cửa hàng tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác một bộ sưu tập gồm rất nhiều những mẫu đồng hồ cổ đến từ rất nhiều những cái thương hiệu lớn trên thế giới. Và trong quá trình xem video, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn đối với các bác lần đầu biết đến kênh, đừng quên ấn đăng ký kênh. Nút đăng ký màu đỏ em đã để ở ngay phía dưới video này thì các bác có thể nhận được thông báo này, đón xem các video được em phát trên kênh một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay ạ. Mẫu đồng hồ đầu tiên trong video này gửi đến các bác một em box tốc đến từ thương hiệu của đồng hồ của Liên Xô. Một chiếc box tốc cổ với cọc số sấm sét, siêu chất luôn. Em này có phần kim cọc vàng nha. Phần vỏ bên ngoài được bọc vàng ao 2 năm và có khắc triện luôn ở trên phần vỏ này. Đó. Mặt đáy inox. Chiếc box tốc này có size mặt là 34. Không tính nốm, bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là phần mặt của chiếc box tốc này. Form dáng phong cách cực kỳ chất. Một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Liên Xô. Và chiếc box tốc này có mã là H35 và giá của em đấy thì chỉ có 1.580.000 thôi ạ. H35 với giá là 1.580.000 nha các bác. Em qua mẫu đồng hồ thứ hai này. Mẫu thứ hai ngày hôm nay là một em Rolex Nga. Dành cho các bác tín đồ yêu thích thương hiệu đồng hồ Rolex. Đây là một chiếc Rolex máy Nga nha. Thiết kế các hoa văn họa tiết trên phần mặt rất là cuốn hút. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ và em này thì sẽ có cái phần vỏ ngoài được bọc vàng nha. Vỏ bọc vàng dày dặn. Size mặt của em này là 35, không tính núm. Bộ máy cơ lên dây nha, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Máy em này đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Yêu thích mẫu đồng hồ Rolex này thì chốt đơn cho em với mã là H29 nha, giá 1.680.000 ạ. Tiếp tục qua mẫu gửi đến các bác một chiếc Orient 3 sao phiên bản đồng hồ đến từ Nhật Bản. Cái dòng Orient 3 sao này thì được sản xuất vào đầu những năm thập niên 70 này. Máy cơ tự động 21 chân kính, mặt là vân cát vàng, cọc số trải tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này là cái phần kính kim dạ quang nha các bác. Size ngang là 36 và size dọc là 42 này. Vỏ bọc thép không rỉ toàn thân. Dây khóa và vỏ núm máy zin nguyên bản của đồng hồ Orient luôn nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, Orient 3 sao. Giá của chiếc này là 1.180.000 thôi nha. Chốt đơn em với mã là G97 này. Tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Benrus. Benrus với phần mặt hai lòng, hai màu vàng và nâu này. Cọc số nổi thiết kế theo kiểu vân xoáy tròn, độc đáo. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Và em Benrus này thì sẽ có cái phần vỏ bên ngoài là vỏ vàng nha. Ở đây thì các bác có thể thấy được những cái vết thời gian đã xuất hiện ở trên cái phần vỏ này. Vỏ vàng đã có vết thời gian. Đáy inox. Em này chạy máy 3 kim với size mặt ngang là 34. Không tính nốm nha. Nói chung là đối với một cái form mặt vuông khoảng size 34 thì nó sẽ tương đương với một chiếc form tròn khoảng size 36 nha các bác. Rất là nam tính luôn. Máy cơ lên dây. Ô lịch chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ. Em này thì máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Bạn nào yêu thích chiếc đồng hồ này thì chốt đơn em với mã là D62 và giá của em đấy là 1.750.000 nhé. D62 với giá là 1.750.000. Trên tay em đây đang là một chiếc Paqueta quân đội.
CCCP biểu tượng của quân đội này. Ngôi sao 5 cánh nằm tại ngay góc và chính diện. Hai ô cờ lịch nằm tại góc 3 và 6 giờ. Đây là cái dòng máy dành cho quân đội cho nên là phong cách nó rất là chất. Các cái chất liệu làm lên chiếc đồng hồ này cũng toàn là những chất liệu tốt, cũng như là độ chính xác giờ của chiếc đồng hồ cũng rất là cao nha. Tình trạng mới nguyên vẹn, size ngang 37 này. Đây là một form mặt lớn. Máy cơ có tay, xuất hiện hai núm ở đây. Đó. Mỏ thép, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Em này thì test thử cho các bác xem phần núm này. Đây là phần núm của chiếc này. Tình trạng núm hoạt động tốt. Sở hữu bộ lịch giật thì các bác sẽ kéo ra bên ngoài như thế này để chỉnh lịch nha. Đó. Rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Yêu thích mẫu Pagetta này, chốt đơn em với mã là H209 giá 1.280.000. H209 giá 1.280.000 nhé. Boxstock. Một em Boxstock dáng trứng, mặt huyết, cọc số học trò. Em này chạy máy cơ lên dây với 17 chân kính này. Size ngang 35 và size dọc của em này là 39. Đó. Vỏ bên ngoài của em này là vỏ thép nha. Thép không gỉ toàn thân này. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Đây là phần nắp đáy. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Màu mặt huyết rất là sáng luôn. Cái viền mặt của em này thì hơi lấm tấm, vết thời gian một chút xíu. Nó vỏ thép bên ngoài sáng bóng và không hề có cái dấu hiệu hao mòn của thời gian. Chiếc này giữ được tình trạng rất là tốt nha. Bác nào yêu thích cái mẫu Boxstock mặt huyết này thì chốt đơn em với mã là H156 và giá của em đấy là 1.180.000 thôi này. Seiko 5 Nhật Bản, máy cơ tự động 23 chân kính. Thương hiệu đồng hồ Seiko 5 hẳn là rất là quen thuộc với các bác rồi đúng không ạ? Size ngang 37 và size dọc của em này là 41. Vỏ thép không gỉ toàn thân, zin nguyên bản nha. Tên mặt đáy có khắc tên thương hiệu Seiko này. Nó hai bộ lịch hai ngăn, cọc số nổi. Đó, lịch bơm 23 chân kính. Kim cọc em này hoạt động tốt này. Vỏ bên ngoài, vỏ thép sáng bóng luôn. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Seiko 5. Máy cơ tự động 23 chân kính, vỏ thép không gỉ, nguyên bản chính hãng của Nhật. Một trong những thương hiệu đồng hồ dòng máy được rất là nhiều các tín đồ sưu tầm đồng hồ trên toàn thế giới yêu thích. Và em này còn giữ được độ mới rất là tốt với phần mặt sáng bóng, rõ nét từng đường vân luôn. Chiếc này có giá là 1.480.000 nha. Mã E205 này. Mẫu tiếp theo gửi đến các bác một chiếc đồng hồ Rado. Rado Voyager, thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Mặt vân lụa, các cọc số thiết kế rất là sắc nét. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này có form mặt lục giác nha. Size ngang là 34 và size dọc là 38 này. Vỏ em này được bọc thép không gỉ toàn thân. Đó, dây khóa Zaro. Đáy cũng có khắc tên thương hiệu ở đây này. Núm zin logo. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Mặt sáng bóng luôn. Em này thì sở hữu bộ máy cơ tự động. Nó với cái phần núm này, test thử phần núm xem nào. Phần núm của em này thì các bác sẽ kéo ra bên ngoài nha. Có nấc để chỉnh lịch nhanh này, rất là tiện. Có nấc thứ hai để chỉnh kim. Giá của chiếc này là 2.450.000. Chốt đơn em với mã là E60 nhé. 2.450.000 ạ.
Tiếp tục một em Ponzos máy cơ lên dây 17 chân kính. Chiếc Ponzos với màu mặt xám khói, độc đáo. Em này màu mặt siêu lạ mắt luôn ạ. Một cái mẫu Ponzos xứng đáng để cho các bác thêm vào bộ sưu tập đồng hồ của mình. Vỏ bọc vàng ao 5, có khắc triện luôn ở trên phần vỏ. Cọc số trải tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Em này chạy máy cơ lên dây 17 chân kính, đáy inox này. Sở hữu size mặt ngang là 36 và size dọc là 42. Máy cơ lên dây 17 chân kính, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Form mặt vuông cạnh bầu. Chốt đơn em trên này với mã là E199 và giá 1.780.000 ạ. E199 với giá là 1.780.000 nhé. Tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Alius. Alius đồng hồ Thụy Sĩ. Phong cách rất là xưa. Đây là cái dòng phiên bản Alius thuộc cái phân khúc đời đầu nha. Cho nên là các bác có thể thấy được một cái thiết kế rất là đặc trưng của những cái dòng máy cổ Thụy Sĩ xưa này. Nó mặt trắng, cọc số học trò này, kim màu đỏ luôn. Rất là nổi bật. Thương hiệu Alius hiện tại thì đã ngừng sản xuất cách đây rất là lâu rồi. Cho nên là các bác muốn sưu tầm em đồng hồ Alius này thì hãy nhắn tin về Zalo cho em nhé. Hiện tại thì trên thị trường chắc chắn là rất là hiếm các cái dòng máy Alius còn lại xuất hiện ở trên thị trường. Nhà em thì may mắn là tìm được một chiếc duy nhất của thương hiệu này, mang đến cho các bác để giao lưu. Size mặt 33, không tính núm. Bộ máy cơ lên dây 17 chân kính này, đáy có khắc tên thương hiệu Alius ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Size mặt 33, chuẩn form cổ luôn ấy ạ. Chiếc này có giá là 1.080.000, mã H221 này. Paqueta. Một chiếc Paqueta mặt cổ đã lên dầu theo thời gian. Đây, cọc số học trò và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này có cái form mặt vuông cạnh bầu với phần vỏ bên ngoài là vỏ vàng nha. Size ngang là 32 và size dọc là 40 này. Mặt đáy của em này là đáy inox. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Paqueta, dòng máy nội địa của Liên Xô này. Đây là cái dòng máy của quân đội. Giá chiếc này là 1.280.000, mã là H164 nhé. Elgin Self-Winding, dòng máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay của Thụy Sĩ. Mặt vàng đã có vết thời gian nhẹ một chút xíu này. Nó các cọc số học trò đan xen với lại số Latin. Vỏ vàng nha. Đây là phần vỏ vàng của em Elgin này. Thì cái phần vỏ bên ngoài đã lên bã trầu một chút theo thời gian. Đáy bắt úp. Nó form đáy bắt úp này. Cơ tự động và có hỗ trợ có tay. Size mặt 34 ạ. Chiếc Elgin này thì sở hữu 4 cái chân càng ngắn với cái thiết kế giống như là những cái họa tiết cổ điển của châu Âu vậy. Các bác nhìn là chân càng ngắn nha, hơi cong, cách điệu một chút. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhá. Đó. Đẳng cấp đồng hồ cổ, đồng hồ Elgin. Chiếc này tình trạng máy hoạt động tốt nha. Đã được lau dầu rồi. Em này có giá là 2.080.000, mã là Y46 ạ. Rado Capio, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ lớn và nổi tiếng. Em Rado Capio này có phần mặt hai màu vàng trắng, cọc số nổi và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Size ngang 38 và size dọc của em này là 41 này. Đó, zin nguyên bản 100% luôn, từ phần dây khóa cho đến phần vỏ núm máy. Phần vỏ sáng bóng luôn nha.
Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó, đây là một chiếc radio chạy bộ máy cơ tự động. Cơ tự động nha. Đó. Tình trạng kim cặp hoạt động tốt, nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Và giá của chiếc này là 2.880.000, mã H243 này. Coslavin Delusi, cơ tự động, cơ lên dây 23 chân kính. Em này quá là cổ rồi các bác. Nhìn vào đây thì các bác cũng có thể thấy được là một chiếc Coslavin xưa, với phần mặt đã lên dầu, vết thời gian, mặt sẹo luôn nha. Đó. Cọc số nổi, thiết kế cọc số học trò này nổi. Đây là một cái dòng đồng hồ cao cấp của Liên Xô. Đây là một cái thương hiệu được liên doanh giữa Thụy Sĩ và Liên Xô các bác nha. Các bác có thể thấy được cái phần kim cọc này, các phần chỉ số rất là sắc nét gọn gàng. Máy cơ lên dây 23 chân kính, vỏ em này là bọc vàng. Vỏ vàng nha. Đây cái phần vỏ vàng đã lên bã trầu. Khắc phục bằng cách là đánh bóng thôi, tự đánh bóng tại nhà cũng được nha các bác. Bọc vàng ao 20 và có khắc triện ở trong phần vỏ này. Đáy inox có khắc tên thương hiệu Coslavin ở đây. Size em này là 34 nha. Size 34 không tính nốm ạ. À, thiết kế nốm hình bí ngô. Các bác có thể thấy được cái biểu tượng nốm rất là sang trọng. Cái biểu tượng này thì các bác cũng khá là quen thuộc đúng không ạ? Tại một số những cái họa tiết hoa văn của những cái quý tộc hoàng gia thì sẽ hay có cái họa tiết kiểu như thế này. Giá của em Coslavin này là 1.480.000 nha. Chốt đơn em với mã là H214 này. Tiếp tục qua mẫu một em Helbros, dòng máy self-winding, cơ tự động và có hỗ trợ cơ quắt tay của đồng hồ Thụy Sĩ. Chiếc Helbros này thì sẽ có một cái bộ lịch cười, duy nhất một mẫu tại cửa hàng có cái bộ lịch cười như thế này. Cọc số chảy tia nha. Điểm nhấn duy nhất vào các cọc số 69 và 12 này. Đó, thiết kế vàng nổi. Mặt vỏ tỏa tia, hơi có vết thời gian nhẹ một chút xíu. Em này size ngang là 34 và size dọc là 38 nha. Vỏ vàng. Đó, đáy inox này. Giá chiếc này là 2.380.000, mã sản phẩm là H2. Ponzos. Đây là một chiếc Ponzos phiên bản kỷ niệm 30 năm một cái ngày lễ của Liên Xô. Ở đây thì em thấy có cái biểu tượng quả bom này, em không rõ là ngày gì đâu. Mặt trắng, cọc số học trò, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Đây có lẽ là một cái biểu tượng của một cái ngành nào đó của Liên Xô đấy ạ. Kỷ niệm 30 năm. Sa 35. Vỏ vàng nha. Ôi các bác nhìn này, em này thật sự luôn đấy. Thật sự với các bác cái phần vỏ vàng rất là đẹp. Đấy inox nha, đây cái vàng này. Vàng ươm luôn. Và không hề có một chút hao mòn nào. Em này phần vỏ bên ngoài em phải gọi là siêu siêu đẹp. Đó, đồng hồ Liên Xô cổ thường là qua thời gian thì nó sẽ hơi có cái phai màu đi theo thời gian, nó sẽ lên bã trầu một chút xíu. Thế nhưng mà em này thì rất là đẹp luôn. Đây là cái bọc vàng nguyên bản nha. Vàng nguyên bản. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Đây là cái phần vỏ bên ngoài của em này. Cực kỳ chất luôn. Giá của chiếc này là 1.780.000 nha. Mã E188 ạ. Đưa đến cho các bác một mẫu Orient SK. Đây là cái dòng máy cổ này, SK cổ đấy các bác. 21 chân kính, cơ tự động, mặt hồng cánh sen. Đó, các bác nhớ, rất là nhiều bác
nhắn tin về cho cửa hàng yêu cầu là anh phải thích mặt hồng cánh sen cơ. Đây mặt hồng cánh sen của các bác đây ạ, kim cọc vàng một ô lịch nằm tại góc 3 giờ, size ngang 3, size ngang 42 và size dọc là 47. Vỏ thì vỏ với phần mặt thì hơi có vết xước răm nhẹ một chút xíu. Nói chung là một cái dòng máy mà mấy chục năm rồi thì chắc chắn là không thể nào tránh khỏi những cái vết xước răm đâu các bác ạ. Mà lại còn là một trong những cái phiên bản đồng hồ mà được rất là nhiều người yêu thích săn lùng nữa. Orient là một trong Orient SK, cái dòng này là một trong những cái dòng đồng hồ bán chạy nhất thế giới các bác. Nghĩa là bất cứ người đàn ông nào mà nhìn thấy em đấy đều muốn sở hữu. Đó. Lịch bơm hoạt động tốt, lịch thứ hai này, lịch ngày và kim vẫn còn chạy đều, cơ tự động 21 chân kính nha. Đó. Em này có giá là 1.980.000, mã là B20 này. Lucien Picard Dufonter, một chiếc Dufonter mặt tỏa tia kim cọc vàng, máy cơ lên dây nha. Em này có giá là 2.580.000, mã là E16 này, thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, size mặt là 34, không tính núm, viền băng, vỏ vàng. Em này vỏ vàng đã có sự hao mòn rồi. Đáy inox này sáng bóng luôn các bác nhìn này. Đáy của thương hiệu đồng hồ cao cấp, nó càng đeo càng sáng luôn đấy. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhá. Đây là một trong những cái dòng đồng hồ mà em nghĩ là các bác nên sưu tầm. Lucien Picard. Các bác nào mà chưa biết đến cái thương hiệu đồng hồ này hoặc là có thể là mới chơi cái dòng máy cổ như thế này, các bác có thể tìm hiểu qua một chút nhé. Giá em này là 2.580.000, mã E16. Elgin, một chiếc Elgin Sportsman cổ, kim cọc vàng, cơ lên dây 17 chân kính, vỏ vàng đã có vết xước răm, đáy inox có khắc tên thương hiệu Elgin này. Em này size mặt ngang là 33, không tí núm. Đeo lên tay các bác cùng ngắm thử nhé. Elgin Sportsman với phần chân càng dài nhọn, ôm sát vào viền đồng hồ, cơ lên dây 17 chân kính. Giá em này là 980.000 thôi, mã G63 nha, cho các bác giao lưu và sưu tầm này. Một chiếc đồng hồ cổ của Thụy Sĩ ạ, lần đầu tiên có mức giá 980.000 như thế này. Các bác yêu thích thì nhanh tay sở hữu nhé. Bốc tốc Commandos, thương hiệu đồng hồ đến từ Liên Xô, một chiếc đồng hồ quân đội, phong cách quân đội này, dành cho các bác nào mà yêu thích mấy cái phong cách dàn di quân đội thì đeo cái em này rất là hợp. Đây là cái dòng máy dành cho lính thủy quân, lính thủy quân lục chiến của Liên Xô nha. Đây là cái phân khúc đời thứ hai này, nó niềng xoay, vỏ vàng, một phong cách rất chi là quân đội. Đó, đáy inox có khắc biểu tượng mặt trời trên biển Đông với những cánh chim hải âu, núm cổ chai nha. Đó, xoáy ra bên ngoài và xoay theo chiều ngược kim đồng hồ để lên cốp. Em bốc tốc này có size mặt là 39, một form mặt lớn, form khủng luôn đấy ạ, rất là dễ đeo dành cho các bác nam. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Yêu thích cái em bốc tốc này chốt đơn nha, mã Y9 giá 1.380.000. Y9 giá 1.380.000 nhé. Và mã đồng hồ bốc tốc này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ qua Zalo, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.